Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông tin mới về các đại án Phúc Sơn, Thuận An. Khởi tố giám đốc công ty giáo dục. Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, từ khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, trong phiên trả lời chất vấn vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2023 của đại biểu Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định chưa bắt ai liên quan đến các vụ án tham nhũng mà không nhận hối lộ. Hiện đang xử lý với hai tội danh chính, trong đó có tham ô và tham nhũng. Tham ô tài sản tức là ăn cắp tài sản của nhà nước, của nhân dân về làm tài sản riêng và tội đưa hối lộ, nhận hối lộ. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, chúng tôi chưa bắt các đối tượng nào vừa qua mà không nhận tiền cả. Vì thế, ở đâu đó có ý kiến cho rằng giờ xử lý quá, cán bộ sợ, không dám làm là không phải. Họ không phải làm trái, không phải lợi dụng chức vụ quyền hạn mà là nhận hối lộ, ăn hối lộ. Việc đó xử lý, nhân dân rất đồng tình. Quý vị thân mến, Đại tướng Tô Lâm kể từ khi nhận nhiệm vụ chính trị mới là Tổng Bí thư Chủ tịch nước, là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam. Ông đã rút ráo tìm ra những khối ung nhọt và xử lý tận gốc, nhất là những cán bộ ở tầng giữa như cấp tỉnh, sở, ngành, chi cục đều không bị bỏ lọt. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó công tác này phải phục vụ phát triển kinh tế. Chiều ngày 14 tháng 8, Ban Nội chính Trung ương chủ trì họp báo thông qua thông báo về kết quả phiên họp 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì đẩy lùi tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu. Một là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở đến phát triển kinh tế, xã hội. Hai là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ba là đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh cần tập trung kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 30 vụ án, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo và các kết luận phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Trong đó tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các khâu còn yếu, những việc đang làm dở dang, nhất là chỉ đạo xử lý dứt điểm những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu, tương trợ tư pháp, truy bắt dẫn độ đối tượng bỏ trốn, những khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản tham nhũng, có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục tình trạng tham nhũng vặt gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời cũng đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2024, tập trung kết thúc điều tra, truy tố và xét xử 30 vụ án, kết thúc xác minh giải quyết 6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là tập trung về điều tra, xử lý, dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty AEC, Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, Lâm Đồng và các vụ án vụ việc có liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế để phòng chống tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là hoàn thiện thể chế và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân của những người có chức vụ quyền hạn, về xử lý vật chứng tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình kiểm tra, truy tố xét xử các vụ án, vụ việc, về thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó là khẩn trương khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật theo kiến nghị của cơ quan chức năng. Thông tin mới về hai đại án Phúc Sơn, Thuận An, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an cho biết,
Vụ án Thuận An và Phúc Sơn là hai vụ án đã được đưa vào Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo từ tháng 5. Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng cao độ để đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc hai vụ án này. Vụ án Thuận An được khởi tố ngày 11 tháng 4 đến nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu sai phạm trong đấu thầu triển khai các dự án của tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho nhà nước và xét xử nghiêm minh. Cho đến nay, trong quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận sai phạm, tự động nộp và vận động gia đình khắc phục thiệt hại vụ án. Hiện đã thu giữ được 62 tỷ đồng và 42.000 đô có liên quan đến các hành vi sai phạm. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khẳng định cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tăng cường lực lượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra các vụ án và thu hồi tài sản cho nhà nước. Vụ án này ban chỉ đạo không xác định thời hạn hoàn thành nhưng tinh thần chung của cơ quan điều tra là làm càng sớm càng tốt. Với vụ án Phúc Sơn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng cho biết vụ án này được khởi tố ngày 26 tháng 2. Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra làm rõ sai phạm. Đây là vụ án hết sức phức tạp liên quan đến nhiều địa phương. Về thu hồi tài sản, ông Tuyên cũng cho biết đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ tổng cộng trên 300 tỷ đồng và gần 2 triệu đô, trên 500 cây vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt và làm rõ những sai phạm của các bị can đối tượng có liên quan, khởi tố bắt tạm giam giám đốc công ty giáo dục về hành vi lừa đảo. Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Thị Kim Quyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Quyên kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 11 năm 2023, Quyên về Việt Nam và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju do Quyên làm giám đốc, địa chỉ hoạt động tại khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ngành nghề kinh doanh bao gồm đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm, cung ứng lao động tạm thời. Bản thân Quyên biết công ty Jinju chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, với hành nghề đã đăng ký và bản thân không có khả năng thực hiện các thủ tục hồ sơ cấp visa đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện thời vụ, bảo lãnh người thân, đăng ký kết hôn nhưng vẫn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, Quyên đã đại diện công ty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp cam kết trong thời hạn 4 tháng sẽ hoàn thành các thủ tục để khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc và lao động. Từ đó, khách hàng tin tưởng và đưa cho Quyên tổng số tiền cọc lên gần 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quyên không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Jinju cũng ngưng hoạt động nên khách hàng tố cáo Quyên đến cơ quan công an. Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương. Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Minh Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Minh Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Minh Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Tô Lâm làm sạch bộ máy nhà nước, bắt cựu Bí thư Hòa Bình, Phó Chi cục trưởng, kỷ luật Giám đốc Công an. Dưới đây là top 3 vụ án mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Thứ nhất, đó là đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Thái Hồng Kông, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng Công an phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, là chắn thép vững chắc và tâm trong sáng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và kết quả đạt được là công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt và để lại dấu ấn rất tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Quý vị thân mến, trong các ngày mùng 7, mùng 8 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 45 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật với một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã vi phạm những quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan địa phương, đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Thái Hồng Công. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 25, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định về công tác nhân sự và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đã tiến hành bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Thái Hồng Công, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, do cấp có thẩm quyền kết luận có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ông Thái Hồng Công không còn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ông Thái Hồng Công sinh năm 1966, quê quán xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn vào năm 2020. Trước đó, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Thay thế vị trí của ông Thái Hồng Công, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Quý vị thân mến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan địa phương, đơn vị công tác đến mức phải xem xét kỷ luật. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Thái Hồng Công. Liên quan đến vụ việc của ông Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất sau khi được cập nhật. Hai là Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức về tội đánh bạc. Quý vị thân mến, hiện nay tình trạng đánh bạc bằng công nghệ cao đang nở rộ dưới hình thức rất tinh vi, quy mô rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên biên giới. Việc số người và số tiền tham gia rất khủng vào những vụ đánh bạc này đang gây bất ổn xã hội, kéo theo rất nhiều hệ lụy đi kèm. Có rất nhiều những cá nhân thiếu trách nhiệm, bảo vệ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm ngơ để tội phạm và tệ nạn hoạt động phức tạp, nhất là những cán bộ công chức, đảng viên cũng tham gia vào tổ chức đánh bạc và là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Mới đây, tối ngày 7 tháng 8, Bộ Công an thông tin về việc bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và các bị can liên quan để điều tra về tội đánh bạc. Trước đó, vào ngày 22 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều, chi nhánh Hà Nội King Club, địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. Căn cứ vào kết quả điều tra vào ngày 24 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội tổ chức đánh bạc đối với các bị can sau: Nguyễn Đình Lâm sinh năm 1954 ở Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang sinh năm 1972 ở Đống Đa, thành phố Hà Nội, Giám đốc chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng; Cho Chun Kun, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Choi Jin Bok,
quốc tịch Hàn Quốc sinh năm 1966, trú tại Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, và Sim Hem-hee, quốc tịch Hàn Quốc sinh năm 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là quản lý tại King Club. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội đánh bạc đối với Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1977, Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1976, Trần Yến Nga, sinh năm 1962, Trần Minh Sự, sinh năm 1963, Hứa Thị Thu Huyền, sinh năm 1976, Nguyễn Thế Vũ, sinh năm 1971, Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1962, Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1956, Vũ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1962, đều ở Hà Nội, và bị can Hồ Đại Dũng. Mở rộng điều tra, vào ngày 29 tháng 7 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội đánh bạc, khám xét chỗ ở đối với ông Hồ Đại Dũng, sinh năm 1972, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, và Trương Xuân Danh, sinh năm 1976, trú tại Hà Nội. Cơ quan điều tra cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Kim Đồng, sinh năm 1969, trú tại Hà Nội. Ngày 5 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Ngô Ngọc Đức, sinh năm 1974, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, tệ nạn cờ bạc là một vấn đề xã hội nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng tiền và tài sản để đánh bạc một cách phi pháp hoặc quá mức. Các hoạt động cờ bạc có thể bao gồm đánh bạc trên các trò chơi như bài bạc, xổ số, đua ngựa, thể thao hoặc các trò chơi khác, và thường gây ra nhiều vấn đề như thua lỗ, nợ nần, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm hay là tâm lý ảnh hưởng, và các vấn đề về sức khỏe như trầm cảm, lo âu hay tự sát. Tệ nạn cờ bạc có thể ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nó cũng có thể dẫn đến mất mát về kinh tế, tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, cũng như tiêu tốn ngân sách của chính phủ và gây ra những vấn đề về an ninh cũng như trật tự công cộng. Và khởi tố bắt giam chi cục trưởng chi cục phó Cà Mau. Bắt giam hai lãnh đạo chi cục thuế ở Cà Mau. Quý vị thân mến, thuế là một trong những ngành được cơ quan phòng chống tham nhũng xác định là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhất hiện nay, bên cạnh xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng, hải quan. Mới đây, chi cục trưởng và chi cục phó chi cục thuế khu vực 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào ngày 8 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã tiến hành bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Minh, 55 tuổi, chi cục trưởng, chi cục phó chi cục thuế khu vực 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau, và Phan Văn Hiền, 49 tuổi, chi cục phó chi cục thuế khu vực 3. Cả hai đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau ký quyết định ủy quyền cho chi cục trưởng chi cục thuế khu vực 3, trước đây là chi cục thuế huyện Trần Văn Thời, ký hợp đồng ủy nhiệm cho bưu điện huyện Trần Văn Thời thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện. Từ năm 2018 đến năm 2020, chi cục thuế khu vực 3 và bưu điện huyện Trần Văn Thời ký kết 3 hợp đồng ủy nhiệm thu thuế. Hợp đồng quy định bưu điện không được ủy nhiệm thu thuế lại cho bên thứ 3. Tỷ lệ thù lao thu thuế được hưởng căn cứ vào kết quả thu thuế của bưu điện so với số thuế phải thu. Việc thanh toán kinh phí ủy nhiệm thu thuế căn cứ vào bảng xác nhận số tiền mà bưu điện thu nộp vào ngân sách nhà nước. Trong thời kỳ trên, Trần Ngọc Minh đã cùng Phan Văn Hiền, với vai trò là lãnh đạo chi cục thuế khu vực 3, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo công chức thuế đến bưu điện huyện Trần Văn Thời để nhận biên lai thuế rồi trực tiếp đi thu thuế thay nhân viên ủy nhiệm thu của bưu điện, sau đó xác nhận toàn bộ số thu nộp của công chức thuế cho nhân viên bưu điện để lập khống chứng từ thanh toán tiền thù lao ủy nhiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 421 triệu đồng. Tiến hành thanh tra Bộ Xây dựng. Quý vị thân mến, ngày 2 tháng 8, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí, việc làm và quản lý biên chế công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức tại Bộ Xây dựng. Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ các mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời chỉ đạo quán triệt hoạt động của đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện.
quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Thay mặt đoàn thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Nội vụ, trưởng đoàn công bố toàn văn quyết định số 358 quyết định thanh tra Bộ Nội vụ ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc tiến hành thanh tra tại Bộ Xây dựng theo kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo đó, thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, vị trí việc làm, quản lý biên chế, công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của các công chức, những việc công chức không được làm, quy tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại Bộ Xây dựng giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc của đoàn thanh tra. Ông Bùi Xuân Dũng yêu cầu vụ tổ chức cán bộ và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí nhân sự làm việc với đoàn thanh tra theo lịch đã thống nhất, giao cho vụ tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc. Quý vị thân mến, vào ngày 8 tháng 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kiên định lập trường, dân là gốc, quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Lưu ý về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, tự cao, tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt. Chúng tôi hy vọng rằng qua việc thanh tra này sẽ lựa chọn được những cán bộ ưu tú và loại bỏ được những cán bộ bị tha hóa, biến chất, diễn biến và tự diễn biến ra khỏi bộ máy nhà nước. Vạch trần sự thật, những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalai, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước.
Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa tổ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa tổ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Lý do thật sự khiến Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quý vị thân mến, chắc hẳn cả quý vị và chúng tôi đều thắc mắc rằng tại sao Chủ tịch nước Tô Lâm lại được tin tưởng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quý vị thân mến, vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với số phiếu tuyệt đối 100%. Để đạt được sự tín nhiệm này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác đấu tranh chống giặc nội xâm khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an và được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giao phó, lực lượng công an phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, là chắn thép vững chắc và tâm trong sáng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và kết quả đạt được là công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt và để lại dấu ấn rất tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Mới đây, phát biểu tại cuộc họp sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công việc phòng chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt để chiến thắng được giặc nội xâm này. Và trả lời câu hỏi, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh với phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo rất quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Trên cương vị là người đứng đầu đảng, Tổng Bí thư sẽ tiếp tục kế thừa và triển khai công tác này trong thời gian tới như thế nào? Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tôi hiểu là dư luận rất chờ đợi sau khi công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và các cơ quan đứng đầu dưới sự phát động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi sẽ kế thừa công tác này. Thời gian tới, công tác xây dựng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với phương châm, giải pháp, nhiệm vụ như thời gian vừa qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một người để cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực, xử lý trước hết ở các cơ quan có chức năng phòng chống tiêu cực, góp phần làm trong sạch nội bộ đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lòng tin của cán bộ đảng viên, nhân dân, dư luận quốc tế vừa qua đã tạo sự đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin của nhân dân đối với đảng, của cán bộ đảng viên thống nhất rất cao. Vừa qua, Trung ương rất tín nhiệm, tin cậy vào đường hướng của Đảng nên sự đoàn kết thống nhất trong Trung ương, trong Đảng cao, uy tín của lãnh đạo và cơ quan phòng chống tham nhũng đã có những sự tin tưởng cao. Công việc này cần quyết liệt, triệt để làm sao để chiến thắng được giặc nội xâm gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng. Chúng ta phải tiếp tục cải cách hệ thống, các quy định, tháo gỡ khó khăn trong thể chế quy định, tạo khí thế mới, không gian để phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, cá nhân Tổng Bí thư rất may mắn khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, cũng đồng thời là Phó Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trực tiếp tham gia chỉ đạo vào công tác này. Giờ được sự tin tưởng của Đảng, tín nhiệm của nhân dân, bầu đồng chí làm Tổng Bí thư, đồng thời giao luôn trọng trách là Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Tô Lâm tin tưởng rằng công tác này sẽ tiếp tục được phát huy. Cả chúng tôi và quý vị hãy cùng đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh chống giặc nội xâm đầy cam go và khó khăn này. Quý vị thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, có dân giúp sức, ủng hộ và tin tưởng là bí quyết trường tồn của Nhà nước, của Đảng. Chúng tôi hy vọng rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ giương cao ngọn cờ chống giặc nội xâm, khơi gợi được lòng tin của các đảng viên và nhân dân đồng hành cùng dân tộc.
Cùng với lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, đã trở thành kim chỉ nam để cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc hoàn thành các công việc để tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tốt các dự thảo các văn kiện Đại hội, định hướng và chuẩn bị tốt nhân sự các cấp, tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới của đất nước, thừa kế những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúc kết đề ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới. Quý vị thân mến, nhắc đến chiến dịch đốt lò tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn một thập kỷ qua đã để lại những dấu ấn vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc tới người dân cả nước. Trong giai đoạn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban phòng chống tham nhũng của Việt Nam, cũng là giai đoạn mà tham nhũng ở Việt Nam được đánh giá bởi các nhà tài trợ nước ngoài cho rằng tình hình tham nhũng ở Việt Nam đang ở mức báo động. Tại thời điểm đó, vào năm 2011, chỉ số tham nhũng ở Việt Nam ở mức 2,7 trên thang điểm 10. Số điểm càng nhỏ, tham nhũng càng cao. Nhưng đến ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 162 quyết định Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo, thì chỉ số này đã tăng lên 31 trên thang điểm 100. Đến năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng mang tên đốt lò được khởi xướng bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ số này đã được tăng lên con số 33. Từ năm 2022, chiến dịch này bắt đầu được đẩy mạnh và chiến dịch này đã khiến cho hai chủ tịch nước Việt Nam từ chức, bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhiều cán bộ cao cấp khác trong chính phủ và hàng nghìn người bị truy tố, hàng loạt các tập đoàn liên quan đến kinh tế cũng không phải ngoại lệ. Chẳng hạn như Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC, công ty con là Bamboo Airways, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, Trần Quý Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, hay Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Riêng vụ án của Vạn Thịnh Phát sau đó đã được điều tra mở rộng và trở thành một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất Đông Nam Á. Đến cuối tháng 3 năm 2024, các sai phạm xung quanh tập đoàn Phúc Sơn cũng đã bị phát giác, khiến cho rất nhiều các cá nhân bị bắt giữ, bao gồm sự từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được cho là có liên quan đến vụ án này. Và đến thời điểm năm 2022, chỉ số phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đã tăng lên con số 42. Đây là một trong những thành tựu rất to lớn mà cuộc chiến chống giặc nội xâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đất nước. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những thành quả mà chiến dịch đốt lò đã làm được trong thời gian qua. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ra đứng ngoài đâu, mà không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào có muốn không làm cũng không thể được. Thế mới là thành công. Quý vị thân mến, người đốt lò tham nhũng này đã đi xa, nhưng những di sản mà đồng chí Tổng Bí thư đã để lại là đặc biệt lớn, vô cùng lớn, với nhiều biệt dược chống giặc nội xâm. Một số vụ án tiêu biểu tưởng là không thể làm được, không thể đụng đến được, nhưng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được. Và chúng ta hãy cùng điểm lại. Vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vinasin, tổng thiệt hại 910,2 tỷ đồng, 8 bị cáo bị tuyên các mức án từ 3 năm đến 20 năm tù giam, 2 bị cáo là Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm bị tuyên án tử hình. Vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tuyên án tử hình cho các bị cáo Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines,
Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Vinalize và các bị cáo khác nhận mức án từ 4 đến 22 năm tù. Hay vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Riêng bị cáo Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị có liên quan tới 4 vụ án đều diễn ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con, các dự án thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng. Tổng hình phạt cho bị cáo lần lượt là Đinh La Thăng 30 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân, các bị cáo khác nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam. Hay vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương, xét xử nhiều quan chức cấp cao Bộ Công an như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh. Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù, Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù. Hay vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Thành phố Hồ Chí Minh DAB, khởi tố Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm và các đồng phạm, tuyên án Trần Phương Bình chung thân tổng hình phạt, Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Tổng Giám đốc DAB 30 năm tù, tổng hình phạt riêng Phan Văn Anh Vũ còn bị khởi tố thêm các tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về quản lý đất đai, tổng hình phạt 60 năm lao tù nhưng chịu 30 năm tù theo luật hình sự. Vụ án vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone liên quan đến hai Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Tuyên án Nguyễn Bắc Son chung thân, Trương Minh Tuấn 14 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án tù từ 3 đến 7 năm tù. Khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên và cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, khởi tố kỷ luật và khai trừ ra khỏi đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến 10 khu đất quốc phòng. Tuyên án Nguyễn Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù, Đinh Ngọc Huệ, Út Chọc 30 năm tù tổng hình phạt và các bị cáo khác nhận mức án tù từ 4 đến 14 năm tù. Hay vụ án cổ phần hóa thoái vốn tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh và kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, kỷ luật cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về những vi phạm khuyết điểm khi còn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khởi tố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về các vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hai vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Kỷ luật khiển trách Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, khởi tố vụ án bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi đảng đối với Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tuyên án Tất Thành Cang 8 năm 6 tháng tù và các bị cáo khác nhận mức án tù từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù. Khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi đảng đối với Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vụ sai phạm tại Công ty Cổ phần Việt Á có liên quan trong đại dịch COVID-19. Hay vụ án chuyến bay giải cứu công dân trở về nước do đại dịch COVID-19 đã khiến cho hai phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam phải xin từ chức vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức chưa đầy 2 tuần sau đó vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Hay vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn đã khiến cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2024.
Hay mới đây nhất là vụ sai phạm tại tập đoàn Thuận An đã khiến cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hay đại án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã khiến cho cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Quý vị thân mến, cố Tổng Bí thư đã lý giải không phải chỉ sợ mất lòng tin của nhân dân như chúng ta nói là mất tất cả đã đành, mà làm hại cho nền kinh tế, chính trị. Dân không đồng tình, đảng cũng không đồng tình. Lãnh đạo đảng nhiều lần nói, không ai bật đèn xanh dung túng cho các hành động tham nhũng, lãng phí. Nhờ có cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực này đã tiêu diệt được rất nhiều những vụ án, những sâu mọt làm dầu nồi canh và có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và mang đậm dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và chúng tôi, những người tổng hợp chương trình này, vẫn tiếp tục ủng hộ cho công cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm và luôn luôn đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước. Hy vọng những người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm tốt công tác trên.